Chào các bạn, cảm ơn các bạn đã nhấn xem Tự Doanh video. Đừng quên đăng ký kênh và ấn vào chuông thông báo cạnh nút đăng ký để cập nhật video mới bổ ích. Thưa các bạn, từ truy thu thuế, từ vốn điều lệ khủng, từ doanh nghiệp ngoại nội biến thành doanh nghiệp ngoại chỉ trong một đêm, và đặc biệt là từ cưỡng chế truy thu thuế, chậm nộp thuế, đó là tất cả những từ khóa được tìm kiếm rất nhiều trong thời gian vừa qua. Và những từ khóa này không hướng về đâu khác ngoài hướng về một doanh nghiệp mà chúng ta cũng đã khá quen thuộc trong rất nhiều năm trở lại đây. Đó chính là công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Sài Gòn. Thưa anh chị và các bạn, thuế là số tiền thu của các công dân, tổ chức và các doanh nghiệp nhằm huy động tài chính cho chính quyền, cho nhà nước để nhà nước có thể tái phân phối thu nhập hay nhằm điều tiết các hoạt động kinh tế và xã hội. Đóng thuế vừa là quyền lợi, vừa là nghĩa vụ của công dân và các doanh nghiệp. Vậy tại sao một doanh nghiệp được coi là có doanh thu, có lợi nhuận, có lịch sử phát triển, hình thành và có rất nhiều những cái thành tích trong suốt một khoảng thời gian dài 30 năm, hơn 30 năm trở lại đây lại dính vào một trong những cái rắc rối, những cái bê bối hay cũng có thể gọi là một cái vấn đề mà không phải là một doanh nghiệp nào cũng thường hay bị dính phải. Đó chính là cái việc bị cưỡng chế thuế. Thưa với anh chị em và các bạn, thì trong kết luận thanh tra chính phủ thì chúng ta được biết rằng là đã có cái kết luận nêu rõ kiến nghị xử lý, đó là truy thu nộp bổ sung ngân sách nhà nước số thuế tiêu thụ đặc biệt phát sinh tăng phát hiện qua thanh tra từ năm 2007 tới năm 2014 do thay đổi giá tính thuế của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại bia Sài Gòn và sang công ty cổ phần thương mại khu vực của Sapeco với cái số tiền là đâu đó khoảng tầm gần 3.000 tỷ và 2.479 tỷ đồng. Và đã trừ số tiền kiến nghị truy thu vào năm 2013 của Kiểm toán Nhà nước và đề nghị của Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Thuế. Ngoài ra thì sẽ phải có một cái khoản tiền phạt, gọi là phạt hành chính về việc chậm nộp cái khoản tiền này. Nhưng mà trong suốt một cái khoảng thời gian dài, thực sự là rất dài, 2017, 2018, 2007, 2017, tức là khoảng 10 năm, thì gần như không đá động gì đến cái khoản này, mà chỉ khi mà doanh nghiệp này đã được gọi là bán cổ phần với cái phần vốn tương đương khoảng gần 54% cho một doanh nghiệp nội khác có tên tiếng Việt là Công ty Đồ uống Việt Nam và tên tiếng Anh là chính xác cái tên tiếng Anh của nó là Việt Nam Beverage. Vâng, thưa anh chị em và các bạn, đó là những cái tán mạn mà chúng tôi đã thu thập, đã theo dõi và đã có những cái cập nhật để gửi tới quý anh chị em và các bạn. Thì lý do tại sao thì chúng ta cũng cần phải tìm hiểu thêm là tại sao trong suốt cả 10 năm 2007, 2017 thì không nhắc tới. Chỉ khi mà có thanh tra của chính phủ vào năm 2016 vào cuộc và đưa ra những cái kết luận này thì câu chuyện này nó mới rùng beng lên. Thì thưa với anh chị em và các bạn, thì thực sự là cái việc mà một cái doanh nghiệp mà dính vào cái câu chuyện là chậm nộp thuế thì thông thường thì cần phải có những cái biện pháp kịp thời để có thể thu được cái nguồn thuế chậm nộp này về cho nhà nước, cũng như là sẽ không bị chết vốn. Bởi vì tại sao lại có cái khoản gọi là khoản nộp phạt, là bởi vì là cái khoản thu này nếu thu về được thì không cần làm gì hết để gửi ngân hàng thì nó cũng phát sinh ra rất nhiều tiền lãi trong suốt 10 năm vừa qua. Đây là một cái câu chuyện mà
nó thực sự là một cái câu chuyện dài mà chúng ta sẽ bàn nhiều hơn. Câu chuyện thứ hai mà chúng ta muốn nói tới đó là cái câu chuyện là khi mà truy thu thuế doanh nghiệp không chịu nộp thì chúng ta làm sao? Thì không chịu nộp thì chúng ta cưỡng chế thu thuế. Và thuế thành phố Hồ Chí Minh đã có những cái công văn gần đây, trong những ngày gần đây là cưỡng chế, và sát sườn gần đây nhất thì có công văn của văn phòng chính phủ vào ngày mùng 3 tháng 1 thì có chỉ đạo là Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo là dừng cái việc cưỡng chế thuế thu thuế đối với Sabico. Thì đây là cái câu chuyện chúng ta sẽ chờ đợi trong những ngày sắp tới xem là nó như thế nào. Thì cái khoản dừng thì chúng tôi cũng không biết cái số liệu chính xác là giữa cái chuyện là thuế đã nộp và cái tiền phạt nộp thì là như thế nào, nhưng theo một số cái search trên internet về cái thông tin này thì chúng ta thấy được rằng là cái khoản thuế mà phải nộp là theo cái nguồn tin vào tháng 8 năm 2016 chúng tôi search được thì nó khoảng 2.479 tỷ, và cái khoản gọi là khoản phạt hành chính tiền chậm nộp là gần 4.000 tỷ. Công ty này cũng chưa nộp. Và hiện hôm nay thì đến ngày hôm nay thì chúng ta lại thấy có một cái thông tin khác, đó là chỉ có cưỡng chế khoảng 3.140 tỷ đồng nợ thuế của Sabico thôi. Và có một điều tức cười, đó chính là không cưỡng chế được. Không cưỡng chế được thì không phải là không có biện pháp để cưỡng chế, mà là trong tài khoản của Sabico không có tiền. Thì nếu như mà một người dân thông thường mà bị chậm cái gì đó, bị cưỡng chế thi hành, gọi là cưỡng chế để mà thu hồi tài sản thì tiền hoặc là tài sản thì thực sự là đến là gọi là lấy nhà luôn, chứ không có cái câu chuyện mà bỏ tiền không có trong tài khoản rồi không cưỡng chế được. Tuy vậy thì vì rất nhiều các cái công văn liên tục của Chi cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh gửi cho bên Safico, và thực sự đây là một trong những doanh nghiệp lớn, doanh thu hàng hàng năm thì lên tới cả hàng trăm nghìn tỷ, thì hàng ngày cái dòng tiền chảy về bằng việc là doanh thu chảy về thì nó phải lên tới cả hàng chục tỷ hoặc thậm chí hàng trăm tỷ. Nên cái câu chuyện mà thu thuế và cưỡng chế thuế ở đây thì thực sự là không khó, bởi vì chúng ta hoàn toàn có thể khấu trừ trên tất cả những cái tài khoản mà của cái doanh nghiệp này hiện đang mở tại các ngân hàng, thì ngân hàng nhà nước có thể hỗ trợ để xử lý vấn đề này quá đơn giản. Tuy vậy thì hiện tại thì Thủ tướng yêu cầu là dừng cái việc này và để chờ các cái chỉ đạo khác, thì chúng ta sẽ theo dõi và tiếp tục theo dõi cái chương trình này như thế, xem là nó sẽ đi đến đâu. Một cái tản mạn khác trong cái câu chuyện liên quan tới Sabico nữa, đó chính là cái vốn điều lệ khủng. Thì thực tế thì về bản chất thì cái công ty đồ uống Việt Nam, tên tiếng Anh là Việt Nam Beverage, thì cái công ty này về bản chất lúc mà khi mà thành lập ra thì nó gần như là có một số báo đài đã đi tìm cái văn phòng của nó, và thực tế là nó gần như không có văn phòng, có một cái văn phòng rất là nhỏ đặt tại một cái nhà riêng. Thì đây chỉ là thủ tục hành chính, vì trong cái giai đoạn mà bán vốn thì chưa có cái quy định về nơi room tại Sabico, do đó nên là không thể một doanh nghiệp nước ngoài mà có thể mua trên 50%, tức là chỉ được mua tối đa 49% đối với một cái doanh nghiệp gọi là có hai vấn đề: một là chưa nới room 100%, hai nữa là Sabico cũng là một trong những doanh nghiệp mà có cái ngành nghề kinh doanh có điều kiện, đó chính là bia rượu nước giải khát. Và như vậy thì chúng ta sẽ thấy được rằng là rõ ràng là khi mà mọc ra cái công ty này ở Việt Nam là tên tiếng Việt là đồ uống Việt Nam, thì nó đóng vai trò là một cái chân giả đóng thế, một cái diễn viên đóng thế để hoàn thành cái việc là mua cái 54% tại Sabico. Và thời điểm gần đây nhất thì nó đã gọi là hoàn hoàn tất nốt cái thủ tục cuối cùng, đó chính là tăng vốn điều lệ bằng việc là cái khoản vay của công ty này với doanh nghiệp gọi là Thái Bạt, thì họ hoàn tất chuyển đổi từ cái khoản tiền vay thành gọi là nâng vốn điều lệ. Và chỉ trong một đêm thì Tôn Ngộ Không đã nhổ một cái lông và biến một doanh nghiệp Việt Nam thành một doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài. Đây thì thực ra về bản chất nó chỉ là cái thủ tục hành chính thỏa mãn cái tiêu chí, tức là tại cái thời điểm thực hiện cái thương vụ bán vốn thì không vi phạm quy định về 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 tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài thôi, chứ còn nó không có cái điểm gì mà nó đặc biệt để anh chị em và các bạn có thể bàn qua xét lại.
Và cái doanh nghiệp Việt phù phép này thì được các báo đài đăng tin là một doanh nghiệp có vốn điều lệ khủng. Thưa với anh chị em và các bạn, về bản chất của cái sự việc đó là cái khoản vốn đầu tư, cái vốn điều lệ này nó không có làm cái bất kỳ một cái vấn đề gì cả đâu anh chị ạ. Mà cái vốn điều lệ này thì về về bản chất nó chảy thẳng vào cái khoản đầu tư mà mua 54, 53 phẩy mấy phần trăm vốn cổ phần của Sabico thôi, chứ nó không phải là một cái doanh nghiệp hoạt động gì cả, nên chúng ta không nên coi nó là một cái doanh nghiệp có vốn điều lệ khủng nhất và đem nó ra để so sánh với các cái doanh nghiệp khác của hiện tại đang có vốn điều lệ khủng bố hơn, ví dụ như là đem so sánh với lọc hóa dầu Bình Sơn hay là đem so sánh với doanh nghiệp này doanh nghiệp khác thì cũng không cần thiết, bởi vì rõ ràng đây là về bản chất sự việc thì nó là cái khoản đầu tư thôi, không có gì phải bàn thêm, mà các cái vấn đề chúng tôi nói thì nó chỉ là thủ tục thôi. Nhưng là để mà đi so sánh với lại PVN hay là đi so sánh với Viettel hay là Formosa Hà Tĩnh hay là EVN thì hoàn toàn không hợp lý một chút nào cả, thực sự là không hợp lý một chút nào cả. Chúng ta chỉ nên coi đây là khoảng 54% vốn đầu tư vào Sabico thôi. Và cũng từ cái thương vụ này thì chúng ta thấy rằng là biến một cái doanh nghiệp Việt Nam có lịch sử lâu đời, hình thành và phát triển lâu đời trong cái lĩnh vực gọi là đồ uống, bia rượu, nước giải khát thì thành một doanh nghiệp nước ngoài chỉ trong vòng gọi là ba nốt nhạc, tức là từ cái việc mà chuyển đổi cái khoản vốn gọi là vốn cho vay thành vốn cổ phần thì nó đã ngay lập tức biến cái doanh nghiệp đồ uống Việt Nam là Việt Nam bia vật là doanh nghiệp mà gọi là công ty đầu tư vào và vào công ty bia Sài Gòn và gián tiếp biến bia Sài Gòn thành doanh nghiệp nước ngoài. Mặc dù cái tên thương hiệu vẫn là bia Sài Gòn nhưng chính thức từ ngày hôm nay thì bia, tức là chính thức từ cái ngày 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 hôm hôm cái hôm hôm bữa cái đây là mấy mấy vài ba ngày đấy thì biến bia Sài Gòn thành doanh nghiệp của nước ngoài và sở hữu chính thức và có tỷ lệ chi phối trên 49%, đó chính là công ty Thái Bạch. Cái điều này chúng ta đã biết từ trước đó rồi. Và thưa với anh chị em và các bạn nữa là chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi xem cái câu chuyện cưỡng chế này nó như thế nào, nó đi tới đâu và nó có phải là một cái câu chuyện là thực sự là gây ép, xử ép Sabico hay không, hay là câu chuyện này thì trên thực tế thì trong cái quá trình đàm phán bán vốn thì người Thái đã biết hết những cái câu chuyện này, hay là câu chuyện là giấu nhẹm đi để bán cho Thái rồi sau đó bây giờ thì lại bất pháp phát sinh cái vấn đề thanh tra thuế rồi phạt chậm thuế rồi phạt truy thu thuế rồi phạt cả về các cái vấn đề liên quan tới thuế thu nhập doanh nghiệp mà rồi nói về cả cái việc là chính phủ và một số các cái bộ ngành thì cho rằng là trong những năm trước đó thì lợi nhuận của cái doanh nghiệp này thì rất khủng mà không chia cổ tức, thì sau khi bán xong thì mới đặt lại vấn đề là tại sao, là lỗi tại ai không chia cổ tức, thì đó là những cái vấn đề nó còn sẽ nóng hổi trong thời gian sắp tới. Và cái điều nóng nhất mà chúng ta có thể theo dõi trong 5 năm, 10 năm, 20 năm tiếp theo là Sabico, một thương hiệu lớn bia Sài Gòn sẽ đi về đâu. Đây sẽ là một trong những cái thương vụ để đời, là một trong những cái dấu ấn lịch sử của hoạt động kinh tế của Việt Nam về việc gọi là chính thức bán một cái doanh nghiệp, thực ra là doanh nghiệp thứ hai mà được coi là cái tầm vốn lớn là cho nước ngoài, tức là chuyển đổi cái mô hình kinh doanh là từ doanh nghiệp Việt Nam thành doanh nghiệp nước ngoài. Thì chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật những cái tán mạn trong cái chương trình tán mạn thị trường, tán mạn về những cái vấn đề về kinh tế mà chúng ta sẽ được nghe, được chia sẻ và cùng cảm nhận với nhóm tự doanh chứng khoán. Thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn. Những anh chị em và các bạn đã đăng ký kênh thì nhớ là ấn vào cái chuông rung để có những video mới thì được gửi cập nhật. Anh chị nào xem video mà chưa đăng ký kênh thì vui lòng đăng ký kênh để tiếp tục được cập nhật những video mới mỗi ngày. Thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn.